Tôi là Phạm Thanh Nghiên, một trong những sáng lập viên của mạng lưới blogger Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam. Nếu mà nói về các cái rủi ro thì tôi nghĩ rằng không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả những người dân Việt Nam mà lên tiếng để chỉ trích các cái vấn đề, các cái chính sách sai lầm của nhà nước ở Việt Nam, nhà nước hiện hành, hay là đặc biệt là có các cái quan điểm lên tiếng một cách mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền dân chủ thì đều là mục tiêu để bị nhà cầm quyền đàn áp, thậm chí bị bắt bỏ tù. Tôi đã từng bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm tù nhà. Khi mà tôi bị quản chế thì bản thân tôi không được đi ra khỏi cái địa phương nơi cư trú, thậm chí là tôi bị nhốt ở trong nhà, không được đi ra khỏi nhà, không được đi khám chữa bệnh. Và những người bạn, những người đồng chí hướng của tôi đến thăm cũng bị ngăn cản, bị đánh đập và bị bắt bớ. Tôi hoàn toàn bị cô lập, không được tiếp xúc. Những cái lần mà hiếm hoi, những người bạn vượt thoát được cái vòng vây sự kiềm tỏa của an ninh mật vụ thì đến là gặp tôi, nhưng mà hầu hết là họ bị gặp rắc rối. Tôi đã từng bị đánh ngay trước cổng nhà mình, bị một tên mật vụ cầm tóc, giật ngược tóc, lôi đi như một con vật ở trên đường phố và đánh đập trước sự chứng kiến của hàng chục công an, những người mà tôi đã từng gặp gỡ trong bộ sắc phục khi làm việc với họ, chỉ vì để ngăn cản không cho tôi mở cửa mời những người bạn ở xa đến vào nhà thăm tôi. Đó là trong cái thời gian tôi bị quản chế. Tôi từng bị dọa giết, và tôi hầu như tôi liên tục khi mà mở máy tính ra là tôi hay nhận được những cái tin nhắn dọa giết. Và không chỉ bản thân tôi, những người thân trong gia đình của tôi cũng phải chịu những cái rủi ro, những cái sách nhiễu, những cái khủng bố. Năm 2008, sau khi tôi bị một trận đòn như tử ở ngoài đường phố trước khi bị bắt, thì là 3 ngày sau khi tôi bị đánh, 2-3 ngày sau khi tôi bị đánh, thì 3 người trong gia đình nhà tôi đã bị một tai nạn giao thông. Một người bị gãy tay, một người bị xây xác ở mặt, và thương tâm nhất là cháu gái của tôi, 4 tuổi rưỡi, bị thương ở mặt. Và tôi tin chắc rằng những người gây ra những cái vụ và tai nạn đó là những người căm ghét tôi, họ đứng về phía nhà nước. Có lẽ rằng là rất khó hình dung được những cái, và khó liệt kê hết những cái rủi ro, những cái hiểm nguy, những cái sự đàn áp mà những người đấu tranh, những người phổ biến các vấn đề nhân quyền như tôi gặp phải. Có một điều mà tôi trước đó tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, tức là trong đám tang của mẹ tôi khoảng đầu năm 2014, thì như là đám tang của tất cả những người thân hay là những người bất đồng chính kiến khác, thì mẹ, khi đám tang của mẹ tôi cũng bị công an đến giật vòng hoa, đánh những người đến thăm viếng, khủng bố gia đình nhà tôi, thậm chí là cắt cả nước sinh hoạt nhà tôi. Nhưng mà cái điều mà khiến tôi sốc nhất, phẫn nộ nhất là khi mà mang cho cốt mẹ tôi đi chôn cất ấy, thì cái việc chôn cất của mẹ tôi đã bị gây khó khăn, thậm chí là công an còn ra lệnh là không cho mẹ tôi chôn cất với một cái lý do là bà liên quan đến vấn đề chính trị. Khoảng cách đây hơn chừng một năm, ngày 1 tháng 5 năm 2016, khi mà nổ ra cái cuộc biểu tình chống Formosa, bảo vệ môi trường, thì trên đường đi tới điểm biểu tình Ôn Hòa thì chúng tôi bị bắt giữa đường. Tôi gồm, trong nhóm của tôi gồm có vợ chồng tôi cùng với một vài người bạn, những người đấu tranh nhân quyền khác, đã bị công an mật vụ rất là đông dùng vũ lực bắt ngay giữa đường. Thậm chí tôi còn bị một tên an ninh dí giày vào mặt khi mà hắn quật ngã tôi xuống dưới đất. Và vào trong đồn công an thì chúng tôi đã bị giam cầm trái phép suốt 14 tiếng đồng hồ, và chúng tôi bị đánh đập. Bản thân tôi bị đánh 3 lần trong cái đồn công an của cái ngày hôm đó. Và lần gần đây nhất ấy, là xảy ra vào hồi tháng 2 năm 2017, khi mà tôi trở về Hải Phòng để lo việc gia đình. Một tên lạ mặt đã dùng một cái tuyếp sắt dài, hắn bịt mặt và đập vào đầu chồng tôi, nhưng mà rất may là anh ấy tránh được. Đó là cái lần gần nhất mà chúng tôi gặp hiểm nguy, bị dùng bạo lực.
tất cả những cái gì mà tôi vừa kể là những điều không phải riêng cá nhân tôi gặp, mà đối với hầu hết những cái người mà bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam đều phải đối mặt. Riêng cá nhân tôi thì những cái điều đó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần của tôi. Suốt 4 năm kể từ khi ra tù đến bây giờ, tôi hầu như lúc nào cũng phải dùng thuốc, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào thuốc. Và không ít lần tôi phải nằm điều trị ở bệnh viện trong cái sự rình rập canh gác của công an mật vụ. Tôi và anh Huỳnh Anh Tú là một cựu tù nhân chính trị. Anh từng bị kết án 14 năm tù giam. Chúng tôi kết hôn với nhau cách đây 1 năm. Nhưng mà chúng tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn, bởi vì lý do là anh Huỳnh Anh Tú không được cấp giấy chứng minh nhân dân. Không riêng gì ở Việt Nam mà đối với những quốc gia kém tiến bộ, kém văn minh, thì cái sự phân biệt đối xử giới tính nam nữ thì rất là rõ ràng, và cái vai trò của người phụ nữ không được tôn trọng, cũng như là những cái giá trị của họ không được chấp nhận. Chúng tôi không thể sống và thức dậy mỗi sáng để đón nhận sự sợ hãi. Không có cách nào khác, chúng tôi phải bước qua. Và chính khát vọng tự do, khát vọng được sống với đầy đủ quyền con người của mình đã thúc đẩy chúng tôi đi lên phía trước. Ở Việt Nam thì không riêng gì tôi mà có khá nhiều những gương mặt nữ đòi nhân quyền, dân chủ và lên tiếng cho các vấn đề xã hội. Những gương mặt rất nổi trội, ví dụ như là luật sư Lê Thị Công Nhân, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Dương Thị Tân, chị Nguyễn Huyền Trang, rồi chị Đoan Trang, hay là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rất là nhiều. Và đặc biệt là tôi nhớ đến những nữ blogger mà có những bài viết phải nói rằng là rất là mạnh mẽ và có đông đảo người đọc, ví dụ như là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Phạm Đoan Trang, blogger nhà báo tự do Nguyễn Huyền Trang, hay là Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, hay là Nguyễn Thị Bích Ngà. Thì tại nhiều quốc gia thì những cái người hoạt động nhân quyền thường có được một cái mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều những cái hiểm nguy. Thậm chí chúng tôi chỉ cần liên kết giữa các cá nhân với nhau, gặp nhau, thì kể cả cái sự gặp gỡ thường xuyên cũng là đã khó khăn rồi. Chưa cần nói gì đến là mong ước có một cái mạng lưới để mà bảo vệ mình. Và khi mà mình lên tiếng về một cái vấn đề tiêu cực trong xã hội thì ngay lập tức là mình sẽ bị đối mặt với ngoài những rủi ro có thể là án tù, và những cái điều luật mơ hồ sẽ dùng, được nhà nước dùng để mà trả thù trừng trị chúng tôi, như là lật đổ chính quyền, hay là chống nhà nước, hay là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống nhà nước. Và chúng tôi coi những cái điều như là đánh đập, bắt bớ, sách nhiễu, khủng bố, tù đầy là những cái điều đương nhiên chúng tôi gặp phải trên cái con đường tìm kiếm tự do và đòi hỏi cái nhân quyền cho mình. Nói thật là tôi khá bất ngờ khi mình trở thành một trong 5 người được lọt vào chung kết cho giải thưởng nhân quyền của Frontline Defender. Bởi vì tôi nghĩ rằng những việc làm của mình rất là nhỏ bé, chỉ là những cái gì mà tôi đóng góp xuất phát từ cái lương tâm và trách nhiệm của mình. Vui mừng bởi vì các cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam với những nỗ lực của mình và các bạn của mình đã được quốc tế biết đến. Người ta biết nhiều hơn về thực trạng của Việt Nam, người ta biết nhiều hơn về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và cái con đường tìm kiếm tự do, tìm kiếm dân chủ của chúng tôi được ủng hộ, được bạn bè quốc tế ủng hộ. Nhưng tuy nhiên nó cũng nói lên một cái điều, một cái thực trạng rằng Việt Nam vẫn là một trong những nơi mà vấn đề đàn áp nhân quyền còn nặng nề và bậc nhất thế giới. Và những cái nỗ lực của chúng tôi chắc chắn là sẽ phải cần rất nhiều hơn nữa. Và tôi nhắc lại, đây là một cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng quả thật là cuộc chiến đòi hỏi cái lòng can đảm và sự quyết tâm rất là cao. Và tôi rất là thích cái câu nói rằng những người đấu tranh bất bạo động là những người dũng cảm nhất. Xin cảm ơn.